Mẹ cái thằng này đâu 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 bây giờ 10 đấy. Không dịch được luôn. Ừ, yêu ơi, sao mày biết? Cái ông gì gì mà ở gần cái chỗ lống ra? Ông cái ở gần chỗ này. Gần cái nhà mà nhà lên chuối. Ờ. Nay thấy đọc loa hay là ông Vượng ừ, ấy. Nhà mà cạnh cái xưởng gỗ này. Này nhưng mà này có lạnh lắm đâu mà sao đợt này lắm ông chết ấy nhỉ? Ta cứ thấy mỗi lần nó bật loa là tình cha mát như vầng thái dương, sau đó nó sau khi hát xong bài đấy là bắt đầu nó sẽ bảo là thông báo tin buồn, ông này ở xóm này xã này đã từ trần, gia đình và con cái đã tận tình chăm sóc nhưng không thể qua khỏi.